Hôm qua, tổ chức Hồi giáo IS đã chiếm giữ một nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ ở thành phố Kirkuk phía bắc Iraq. 15 công nhân hiện đang làm việc ở đó có nguy cơ trở thành con tin của chúng. Chính quyền thành phố đã xác nhận thông tin cơ sở lọc dầu ở Kappa rơi vào tay IS và các công nhân mất tích. Trước đó, nhóm phiến quân đã giao tranh với lực lượng của người quốc ở tây nam Kirkuk, chiếm giữ thêm các khu vực, trong đó có một phần mỏ dầu Kappab. IS chiếm giữ ít nhất 4 mỏ dầu quy mô nhỏ ở Bắc Iraq trong mùa hè năm ngoái. Chúng cũng đã bắt đầu bán dầu và ga để thu lợi nhuận. Còn người quốc thì vẫn đang nỗ lực đẩy các phiến quân IS ra khỏi khu vực gần Kappab.